tôm này nó không gì à, chắc nó lột ra này tí nó bò này. Chỉ được khoảng mấy phút mới tắt xử lý hút thuốc bao lần sao cái kiện dụng hết cả làng để cho cái bình gà vào cây dụng hết ra mà em thay rồi đấy, thay hai lần cái củ ở bên trong ấy. Không sao lỗi anh hai lần nữa. Vâng, anh thành hai lần. Chán chả ra rồi phải lấy cái này kê. Sao cái đấy nó nặng nữa chứ, thằng tường nó bở chứ. Nó vắt vít kiểu gì ấy, bay vào sao không lấy nó rơi thì làm sao nó lại không có ai ở nhà ấy. Cái này thì nó giò nhiều quá, nó cứ chảy hết ra bếp. Cái này cái chỗ thoát nước ở bên này nó tắc hẳn nó à. Bây giờ em toàn phải cho đây là không thông nữa, tắc không rồi, ống bé quá, ống này từ đây là tắc hẳn đây, vâng. Từ đây là tắc hẳn. Sao đợt trước cái nhà này làm một dím hết cái này. Em vừa biết. Đã quá rồi.